Chiều ngày 9 tháng 8, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công, tình hình hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các chỉ số cải cách hành chính 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2023. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, trưởng các phòng ban thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 16 phường xã. Trong 7 tháng đầu năm, kinh tế thành phố mặc dù còn gặp nhiều khó khăn tác động nhưng vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt kế hoạch đề ra, đạt 505,95 trên 682,529 tỷ đồng. Trong đó, thu cân đối theo phân cấp ước đạt 269,8 trên 321,2 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch. Huy động các nguồn lực, bước đầu thực hiện có hiệu quả, công tác đầu tư phát triển thành phố được tập trung quyết liệt. Tình hình giải ngân vốn đầu tư đạt khá so với kế hoạch giao. Tính đến 31 tháng 7 năm 2023, thực hiện giải ngân 61.928 trên 79.460 triệu đồng, đạt 77,9% kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Các chương trình mục tiêu quốc gia được tập trung triển khai, công tác quản lý đô thị được chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, dịch vụ công ích, tạo cảnh quan sinh động, phục vụ nhân dân. Đầu tư phát triển hạ tầng thành phố ngày càng được khang trang, nổi bật, sáng xanh, sạch đẹp, văn minh. Quản lý tài nguyên môi trường có nhiều cố gắng. Việc tổ chức thu hồi, bồi thường và giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt các chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Thành phố đứng đầu trong 7 huyện thành phố về chỉ số đánh giá về chuyển đổi số DTI, chỉ số cải cách hành chính 3 Index, chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI. Thành phố đứng thứ 2 trong toàn tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước CBAT đạt trên 96%. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, góp phần xây dựng thành phố thật sự là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học của tỉnh. Từ nay đến cuối năm 2023, thành phố tiếp tục thực hiện phương châm hành động năm 2023, đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế 7 tháng đầu năm 2023 và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội các tháng cuối năm 2023 như sau. Tập trung triển khai một cách quyết liệt, trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, công tác trọng tâm, các mục tiêu chỉ tiêu được giao, đảm bảo hoàn thành thắng lợi nghị quyết năm 2023 đã đề ra. Rà soát hoàn thiện đồng bộ các đồ án quy hoạch liên quan để làm cơ sở quản lý, kêu gọi đầu tư, triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, lập quy hoạch và chủ động rà soát các nhiệm vụ công việc liên quan đến quy hoạch chung, rà soát các quy hoạch 1/500 và chỉnh trang mở rộng khu dân cư. Tập trung phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là phát triển lĩnh vực đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, đảm bảo tính đồng bộ, đúng hướng và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác huy động, nguồn lực đầu tư, đặc biệt là nguồn lực từ đất đai, kêu gọi và thu hút đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, nhất là các dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng đô thị như thoát nước, hạ tầng các khu dân cư, dự án du lịch, khu đô thị mới. Tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách hành chính đối với các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, cấp giấy phép xây dựng, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị địa phương, phát động các đợt thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, trách nhiệm, nỗ lực, tập trung cao của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức viên chức thành phố đã phấn đấu toàn diện và đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2023, đó là thực hiện nghị quyết số 25 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm là thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, rà soát toàn diện các lĩnh vực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc liên quan đến quy hoạch chung, làm tốt công tác cơ chế, phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh trong việc thực thi công vụ, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, trong đó tập trung làm tốt công tác dân vận để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tập trung giải ngân vốn đầu tư công đạt và vượt kế hoạch, tăng cường công tác thu ngân sách đạt chỉ tiêu, tập trung cải cách hành chính, trong đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác chuyển đổi số theo đề án 06, huy động nguồn lực, thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn, đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.